lão đã bảo con lão nó đã ra người thiên cổ, có nhớ có thương thì dắt cơm hạt muối cũng xong, bài biện chi cho nó hao tốn, làm cho lão thấy tuổi thanh thêm lại mang tiếng cầu cạnh người sang cả. Dạ thưa lão ông, từ đằng nhà tới đây con định bụng là sẽ kể cho lão ông hay một tin rất là quan trọng. Chuyện gì mà quan trọng? Lão ông có biết không, ngày chúng con có hồn được thoát khỏi dòng khôn đốn là nhờ tài cao xuất chúng của ân nhân, trước sau chi cũng phải một lần. Trước tiên là ra mắt lão ông, sao được vào nhà lại tạ ân nhân, xin phép xây đàn làm trai siêu độ cho một công tử sống siêu thanh. Con vui xin lão ông thương tình, nghĩ đến kiều tiểu thơ con của ta nó vắng số đoạn phần, nên thanh già đành thui thủi qua đơn. Bởi vậy nên lòng của con nè, lúc nào con cũng muốn thấy lão ông vui, dù chỉ vui trong khoảnh khắc. Lột công tử không may lắm, dòng bất trắc đến mệnh chung, để cha già quạnh quẽ cô đơn mòn mỏi với thời gian lấp tháng chung sâu. Túi hạt còng lưng thương nhớ bạc đầu, đường công danh suối chiều nhung trắng, hạnh phúc khi gia đình êm ấm biết bao nhiêu. Dẫu cho cuộc sống có nhục nhằn khổ ải đắm chiều, cũng không mơ ước nặng nề bằng sự quạnh quẽ u liêu. Nếu không xảy ra cảnh tan thương vô biên, thì lão ông đâu phải mang nỗi ưu sầu. Con nhỏ này hay dữ đó, sao quê biết thì ta rầu ta buồn lắm, nhưng mà biết than thở với ai. Rồi đây lão ông sẽ rõ tiểu thơ con cùng chân đi tình kiều công lão chú, đối với lục dân tiền như vì sao vàng đã khắc ghi. Tiểu thơ con cũng chờ cũng đợi một dịp cầu thương hồi, dù âm dương cách trở đôi nơi, nhưng nếu được lão ông thương tưởng cũng nhắn đi nói dịu dời xa dần. Nói thì nói vậy chứ tình cảnh này lão có hẹp lượng chi đâu. Dạ cảm ơn lão gia. Dạ để con ra ngoài cho tiểu thơ con hay. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Dạ, con trẻ Kiều Nguyệt Nga xin lại mừng ra mắt Gia Gia. Kính chúc Gia Gia sống lâu trăm tuổi. Con hãy đứng lên, ta cảm ơn những lời chúc thọ đó, nhưng còn lễ vật kia. Kính thưa Gia Gia, phụ thân con vì quá bận việc công nên con trẻ đành đến trước để ra mắt Gia Gia. Chỉ lẽ ra phụ thân con phải thân hành đến đây đi cùng con trẻ tạ ơn Gia Gia cho đúng lễ. Tiểu thơ với dân tiên chưa nên chữ can thường phu phụ, nhưng lòng ưu ái của tiểu thơ làm cho lão đây xúc động bồi hồi. Lão càng thương cho tiểu thơ sắp ra đi ngàn dặm xa xôi, việc bao thuở phản hồi cô bóng.
ơi đành lại duyên nở giữa đường vẫn chưa kết buồn. Nhưng chưa bao giờ chúng con dám vượt ra khỏi vòng rào lê dâu. Đi ngày nay nghịch cảnh đẩy đưa thành điều trái đau, khiến nghiêm thân không còn con thảo mà cũng thiếu cả dâu. Một thân cơ trôi mà còn gánh lấy ngoài ưu phiền. Con dập đầu mộng nghiêm thân thương xót, mở lượng hải hà xá tội cho chúng con. Chung dương trần nguyệt nga tròn phần dâu con, miền ngắm cảnh dân tiên cũng thỏa lòng nhắm mắt. Bất chắc trơ trêu lỡ cười lỡ khóc, tình chẳng trọn tình yêu chưa vẹn yêu. Coi kìa tiểu thơ hãy đứng lên. Tiểu thơ à, thôi con à, đừng cực lòng như thế, khiến già đây thêm xót xa khó xử. Dạ dạ ơi, chúc lễ vật này đây xin cha đừng tự khước. Con chỉ sợ ngày sau dùa hương bát nước chẳng ai hầu. Mộ của mẫu thân có biết cung dương sâu, nhà ta đã hụt sâu thêm tung trước. E khi ấm lạnh mùi nào biết đâu, tuổi già xây bóng nhành dâu. Sớm thăm tôi viếng ai hầu cho cha. Gia gia ơi, của món này tạm thay lòng con trẻ. E khi trở trời trai vô bất ngờ, trơ trọi chẳng còn ai. Trước cảnh ngộ trai ngang đầy tình sâu nghĩa nặng, ta không đành nhắm mắt tai ngơ. Thôi con hãy vào lo sắp đặt đèn hương để siêu độ cho dân tiên. Nơi chinh xuôi chắc con của lão cũng yên lòng nhắm mắt. Bơ đàn siêu đố để hồn chàng siêu sinh về cõi niết bàn, dân tiên hỡi hay về đấy chân giam. Nguyệt ơi, nàng muốn cho linh hồn ta siêu thân tịnh độ là để chấm dứt một nghiệp duyên ngang trai, hay là nàng thương cho ta hồn phách bơ vơ lạc loài nơi đất cách thiếu hạnh chưa đền công danh chưa đến tình duyên chưa vẹn ra say bước đưa chân vào chốn lao lung hư ảo mịt mùng giữa chốn trần gian, hay tận miền âm cung đầu núi cuối sông xa xôi cách trở muôn trùng, cách đây chữ tam tùng thêm thương nàng thủy chung. Ơi lục quân, chàng còn sống ở dương trần, ôi giấc bước mơ màng hay hồn thiếp hoang mang.
lòng giả thiết thạch sắc son dẫu dương đế công hầu cũng không dễ gì lay chuyển được lòng người chúng thùy. Nguyệt ơi, ta được hưởng phước trăm năm của kẻ lạc đến đào nguyên thở trước ước gì nơi đây là non bồng nước nhược để cho đôi ta gầy dừng mối duyên phàm. Người nói âm cần kẻ ở dương cần, tuy gần nhau trong khoảnh khắc sao vẫn im lìm tâm ca bóng chim. Hình ảnh nàng ta ghi khắc mãi trong tim chung thủy đó. Trong cõi chết tình dân theo sơn gắn bó muôn đời, thầm thương thay cho kiếp ma hồng cung chiên. Tài bay quả gửi hoàng tiên, nay cao xanh quen thói ghét ghen. Chữ tài liền với chữ tài một dần, ôi đau đớn vô ngần. Triều đình không còn ai để chống ngưng, sao đem mỹ nhân hòa giải cùng tiên. Nguyệt ơi, vì nói nước tình nhà nàng phải lo toan gánh chắc đem thân bò liễu ra sức nâng giặc đỡ thần. Nhưng ta nguyện tiên thu bách tế vĩnh duyên hài, công toại danh thành rạng chí cai. Con xanh chứng chiếu tình kiếm cài, nước biết mình thề nghĩa chúc mài. Tiểu thơ nằm mơ thấy gì vậy tiểu thơ? Kim Liên ơi, dạ, ta vừa gặp Dân Tiên trong giấc mộng. Sao? Tiểu thơ vừa nằm mộng gặp con của lão à? Đúng vậy thưa gia phụ. Trong sương sương mịt mùng giữa tiếng gà éo ốc, con vừa giáp mặt với chàng. Con thấy đôi mắt dần nguyên vẹn sáng ngời, không chịu cảnh mù loà như thiên hạ đã đồn gian. Con nhìn kỳ dung quang chẳng có gì đổi thay, ôi giọng nói ngọt ngào như ngày nào trước đây. Lời con vừa nói nghe gấm cùng lạ lùng, hay con quá thương chồng nên đi tớ mộng thầm mơ. Chớ người đã khuất thì có mong tớ lại dương tần. Ai bên đường dân chúng dân gia có đốc quan duy hành đất sở. Đã đến lúc chương trình mời những nhân ra đường kẻo kể. Con trẻ xin lại nghiêm thân lần cuối, cầu mong người mãi mãi an khang. Từ đây xin chính biết lão nhân gia muôn tuổi, con xin vĩnh viễn.